Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Cao Cường, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào ngày 13 tháng 1 năm 2016, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng số 07, nhà nghỉ Giang Thạch Thảo, thuộc thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, thì phát hiện và bắt quả tang Phạm Cao Cường tàng trữ trong túi sách cá nhân hai túi ni lông có chứa thành phần ma túy tổng hợp methamphetamine, trọng lượng trên 31,5 gram. Số ma túy trên được Cường mua từ một thanh niên không xác minh được lai lịch để sử dụng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Cao Cường ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tái phạm nhiều lần, Tòa án tỉnh Lâm Đồng quyết định tăng hình phạt lên 8 năm tù giam thay vì 5 năm như bản án sơ thẩm đã tuyên. Được biết, theo quyết định 1956 về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015, tỉnh Lâm Đồng được phân bổ 23 tỷ đồng để thực hiện đề án nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực các trung tâm dạy nghề. Đến nay, toàn tỉnh có 7 trung tâm.